Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Diếp Bô Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Này mình trên tay với anh em mà một cặp Diếp Bô mới cập bến trở lại kênh bên mình nha anh em. Cặp Diếp Bô này rất là đẹp, sang trọng cũng như mang đầy tính thư giãn thoải mái nhẹ nhàng cho anh em trên tay ha. Bên phải là em Diếp Bô Đồng cắt chìm mà bản hoa văn kỷ niệm 75 năm thành lập hãng nha anh em. Giai đoạn 1932-2007 ha. Con số 75 năm lồng vô trong là ngọn lửa và chữ Zippo với những họa tiết trải tia đồng tâm. Rất là đẹp nha anh em. Thể hiện sự tôn vinh, tôn trọng lịch sử lâu đời của hãng ha. Dòng chip bô đồng thì cũng rất là sang trọng cho anh em trên tay, đồng thể bằng nha anh em. Còn bên trái là em crom trắng khắc chìm chú bọt cạp núi nha anh em. Chú bọt cạp núi đang ở tư thế bò ha, cong cái đuôi lên rất là dễ thương, rất là sinh động và độc đáo. Em chip bô bọt cạp này anh em trên tay thì mang tính thư giãn thoải mái nhẹ nhàng cho anh em trên tay hàng ngày ha. Tất nhiên là làm quà biếu quà tặng cũng rất là ok nha anh em, sang trọng, hàng đi 100% full box, giấy tờ hợp đồng đầy đủ nha anh em. Số điện thoại mình để lên tiêu đề clip ha, anh em nào có nhu cầu rước hai em nó thì cứ alo mình nha anh em. Trên tay giới thiệu với anh em trước cặp chiếc bô này ha. Đây là em Đồng 75 năm nha anh em. Khắc họa tiết hoa văn 75 năm và ngọn lửa Zippo ở trong. Cái logo Zippo bên trái rất là đẹp anh em. Ở dưới là chữ Year 1932-2007 ha. Mặt sau cũng y chang vậy luôn nha anh em. Đồng đáy bằng ha. Đẩy bằng nha anh em, sáng bóng sạch sẽ, zin từ A tới Z luôn, rất là nhạy lửa ha. Để nhẹ lên lửa thôi, anh em nào đã ủng hộ quá đành rồi. Hàng zin, sáng bóng sạch sẽ ha. Hàng Mỹ thì rất nhạy lửa, độ bền cao. Anh em cứ chế xăng xịn vô là dùng thôi. Zippo đồng nha anh em. Police Flash. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em vô trang Facebook mình nha anh em. Anh em cứ click vô đường link mình để ở dưới ô mô tả video clip xem ha. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi. Hàng zin. Mọi thứ rất là đẹp cho anh em trên tay ha. Còn đây là em cà rồng trắng khắc chìm chú bọt cặp núi đang bò nha anh em. Rất là tinh tế ha, độc đáo, mặt sau trơn ha, thấy lõm nha nè. Em nó cũng hàng zin chính hãng luôn ha, điều 100% luôn. Anh em mà chơi hàng ngày hoặc làm quà biếu quà tặng cũng rất hay. Hàng zin full box, hộp giấy tờ đầy đủ. Có nhu cầu xem giá các em nó thì anh em cứ nhấp cho tiêu đề clip nha anh em. Sẽ hiện ra ô mô tả ha, có giá các em nó cho anh em xem. Bên mình thì bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Bao test bao chất giao toàn quốc cho anh em đam mê chơi ha. Yêu mến anh em like chia sẻ clip nha anh em và ấn nút đăng ký kênh với Bô Tuấn Nguyễn màu đỏ. Đăng ký kênh, nút đăng ký màu đỏ ngay dưới clip nha anh em để ủng hộ. Cũng như có thể xem những em Zippo tiếp theo mà anh em yêu thích ha. Bên mình thì luôn luôn là giao lưu, chia sẻ tới anh em hàng xịn hết. Hàng chính hãng, anh em yên tâm ha. Chú bọt cặp núi nha anh em, cặp lâm trắng ha. Mã vạch đầy đủ luôn anh em.
giấy tờ kèm theo luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ và nhiều may mắn nha anh em. Bye anh em.